Vâng, xin mời mình chào anh em nhé. Hôm nay shop mình vừa mới về thêm cây Zippo rất là đẹp anh em nhé. Một chiếc Zippo chủ đề về Đại Bàng Mỹ anh em nhé. Sản phẩm này thì shop mình có bảo hành nên anh em yên tâm sử dụng. Với cá nhân quan điểm của mình thì cây này anh em mua để sử dụng thì rất là tuyệt vời anh em nhé. Ví dụ những cây nào anh em mua sưu tầm hoặc là mua để làm quà tặng thì mình sẽ tư vấn rõ ràng. Còn ví dụ cây này thì theo cá nhân mình là sử dụng là rất là tuyệt vời, bởi vì giá nó cũng hợp lý anh em nhé, không quá cao, nó cũng không rẻ rẻ quá, rẻ không rẻ nhất anh em nhé, nhưng mà nó cũng không quá cao đây, và đặc biệt là rất là bền, rất là thích hợp để mồi thuốc anh em nhé. Thì chính vì vậy anh em có thể mua để sử dụng hoặc làm quà tặng đơn giản thì cũng rất là phù hợp. Hộp đây anh em nhé, cái hộp cũng rất là quen thuộc rồi. Cây này thì shop mình có bảo hành nên trong quá trình sử dụng này, anh em dùng có vấn đề gì thì liên hệ với shop anh em nhé. Một chiếc Zippo chủ đề của cây này là Đại Bàng Mỹ anh em nhé, Đại Bàng Mỹ. Đây. Mình trước tiên mình sẽ quay sơ lược thì anh em xem nhé, mặt trước này, đây, cạnh bên này, mặt sau anh em nhé, cạnh bán lề. Đây, cây này thì nó được làm từ đồng anh em nhé, đồng thau, sau đó mạ satin chôm anh em nhé. Satin mạ như này thì rất là bền nên anh em yên tâm sử dụng. Trong quá trình sử dụng thì rất là hiếm khi mà mình thấy cái lớp satin này bị mòn anh em nhé. Đấy, cực kỳ bền luôn. Đấy, nó cũng tương tự như cái lớp chrome này, thì rất là cứng. Ví dụ như trên tay mình đây, trên tay mình đây là một cái thước anh em nhé. Cái thước này của công ty Zippo anh em nhé. Cái thước này nó mình cũng không nhớ chính xác nữa, nó khoảng năm bảy mấy anh em nhé. Nó sản xuất khoảng năm bảy mấy. Trước đây mình mua cái cây này và sản phẩm này, cái này nó được mạ chrome này, anh em nhìn thấy nhá, nó mạ chrome mà nó sản xuất từ năm bảy mấy đến bây giờ tầm khoảng gần nửa thế kỷ rồi mà nó không có bị bong chóc gì anh em nhá, chứng tỏ là nó rất là bền. Đây. Cây này thì nó có chủ đề về một con đại bàng đấy, đang quắp lên cái logo anh em nhá. Trên bên trên thì có hai cái cờ đấy, lá cờ của nước Mỹ anh em nhá. Sản phẩm là Đại Bàng Mỹ. Đây, anh em nhìn vào cái cánh của nó cũng rất là đẹp anh em nhé. Không biết là ở trên màn hình thì anh em nhìn thế nào, nhưng với cá nhân của mình thì mình cầm thấy rất là đẹp nếu với bên ngoài. Về cái sản phẩm này thì phần thân và phần nắp thì nó kín khít anh em nhé. Nó kín khít. Chính vì vậy nó cầm xăng rất là tốt, tầm khoảng dăm bảy hôm. Nếu mà anh em dùng mà anh em bọc ruột lại là thứ nhất, xong rồi anh em xếp tim xếp mắt thì nó có thể cầm xăng lâu hơn nữa anh em nhé. Đến với phần bản lề của nó thì sản phẩm này nó có một cái bản lề gọi là bản lề thô anh em nhé, tức là bản lề này chưa có đánh bóng là thứ nhất, thứ hai là hai cái cạnh bên ngoài này, nó làm để thô như thế nó không làm vát. Và còn các cái bản lề của những cây Zippo khác thì đây anh em nhé, cái này thì mình đang dùng này, nó lem bẩn bẩn này, bản lề thì được đánh bóng và nó vát vào bên trong này. Thì cái này nó để trơn anh em nhé. Cái màu satin này cầm trên tay rất là thích. Đấy, trên nắp này. Cái cạnh phần này thì nó trơn anh em nhé, nó trơn. Đấy, về mộc đáy thì mộc đáy là mộc đáy lõm anh em nhé, thì mình sẽ bóc đem cho anh em xem mặt sau. Mặt sau của nó thì cũng trơn, không có họa tiết hoa văn gì. Đây, mặt sau trơn anh em nhé. Về cái mộc đáy sản phẩm thì mộc đáy cũng rất là đẹp, nó được sản xuất vào năm 24 với những nét chữ rất là rõ ràng, chi tiết và sắc nét anh em nhé. Dưới đây có chữ Bradford này, Make in USA này, năm 24 này. Đấy. Cái này anh em dùng thì cực kỳ bền luôn. Đấy. 24 đến năm 30 chưa chắc đã hỏng. Mà nếu mà có hỏng ấy, một cái Zippo có hỏng ấy, thì thường là nó có thể, cái lỗi lớn nhất của nó là gãy lưới gà anh em nhé. Bởi vì cái lưới gà là một cái bộ phận nó mỏng nhất, nó mỏng, nó là lá thép mỏng anh em nhé, nó mỏng chỉ tầm chút xíu thôi. Đấy, khi mà anh em đốt nhiều ấy, thì nhiệt lượng nó tỏa xuống cái lưới gà thì nó dần dần nó sinh ra mòn anh em nhé, mòn dần và nó gãy. Giống như anh em dùng cái kiềng mà ngày xưa đấy là nấu bếp ấy, kiềng ba chân ấy, nó bằng cục sắt nó to đùng như thế này này. Đấy, ngón tay cái này, nhưng mà nấu nhiều ấy, thì nó nhỏ nhỏ dần bằng chiếc đũa. Đấy, xong rồi nó gãy anh em nhé. Bao nhiêu năm tháng thì nó cũng có thể gãy, thì cái này cũng tương tự như thế thôi. Mà nếu như gãy thì shop mình sẽ bảo hành miễn phí anh em nhé, không giới hạn số lần bảo hành, nên này anh em yên tâm. Âm thanh thì mình test luôn cho anh em. Cái này thì
Anh em cần cẩn thận anh em nhé, tay mình vừa mới rửa xong nên khá là trơn. Đây, âm thanh đấy anh em nhé. Bánh xe bé. Lưới gà của sản phẩm thì shop mình có bảo hành, còn bản lề cũng bảo hành luôn anh em nhé. Trong cái bản lề này anh em dùng nếu mà sau một thời gian nó bị bong cái mối hàn trên hoặc dưới thì shop mình sẽ hàn miễn phí cho anh em. Còn nếu mà bị gãy thì anh em phải mua bản lề mới anh em nhé. Thì shop mình thay miễn phí công cho anh em. Ở bên trong này, bên trong là bằng đồng nên đôi khi nó lem lem anh em nhé, rất là bình thường. Về sản phẩm này thì ruột và vỏ được sản xuất cùng năm anh em nhé, cùng năm 24. Còn chữ cái ABC thì thường lệch nhau mấy tháng. Ruột này thì rất là quen thuộc rồi, ruột màu trắng, cổ đá màu vàng bằng đồng, bánh xe cắt xéo sâu. Mặt sau cái ruột đây anh em nhé, ruột Zippo thì nó sản xuất ra nó đã có hơi sức sức như thế này rồi. Châm xăng vào đây, cái này là bằng đồng. Hàng xịn thì cái sợi tim nó thanh mảnh anh em nhé, nó không to và không thô, có những dây đồng quấn quanh. Cái búa này thì nó mịn màng. Với cá nhân mình cầm trên tay rất là nhiều cái Zippo và mình nhìn một phát là mình biết thật giả luôn anh em nhé. Còn nếu anh em chưa biết thì anh em có thể lên Google, YouTube anh em tìm hiểu nhé. Bánh xe rất là bén luôn. Cây này thì dùng mùi thuốc rất là tuyệt vời. Anh em muốn lấy cây này thì đọc đúng cho mình cái mã số này. Ví dụ mã số cây này có ZKL56 anh em nhé, ZKL56 anh em đọc đúng thì mình sẽ ship cho anh em một cái Zippo chủ đề về Đại Bàng Mỹ, giá cũng rất là rẻ anh em nhé, chỉ là không phải là 1 triệu anh em nhé, giá chỉ là 750.000 thôi, 750.000. Anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop nhé, số lượng có hạn anh em nhé. Vâng, anh em xem video cho shop xin một đăng ký kênh và một like. Mình chào tạm biệt.